Chào mừng các bạn đến với Vườn Tường Xanh Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số loại cây nội thất để sàn không chỉ đem đến không gian xanh mát cho ngôi nhà mà mỗi cây còn có một ý nghĩa riêng hết sức thú vị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thôi nào. Đầu tiên, mình muốn giới thiệu đến các bạn là cây trầu bà cột, là cây có dáng vẻ thanh lịch sang trọng, rất phù hợp để trang trí không gian làm việc, học tập, sinh sống. Cây có lá to, xanh mát, rất dễ trồng và chăm sóc. Cây cao lớn phù hợp trang trí mọi góc phòng, góc sảnh, đặt ở dọc hành lang hoặc ở sảnh cửa chính lối ra vào của những công ty, cơ quan, khách sạn. Cây có khả năng thanh lọc không khí rất tốt, hút được khí độc từ máy tính, TV, giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Trầu bà cột có sức sống dẻo dai, mang ý nghĩa bền bỉ, vượt qua khó khăn, và cây mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Tiếp theo là cây bàng Singapore, cây có lá lớn và tán cũng tương đối rộng. Nhìn từ xa sẽ thấy tán tương đối tròn đầy và có màu xanh tươi tốt quanh năm. Cây phát triển đều quanh năm và luôn cho lá xanh. Rất ít rụng lá, dễ thích nghi với điều kiện thời tiết nên dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây cũng rất ít sâu bệnh nên bạn có thể yên tâm khi trồng trong nhà. Bàng Singapore có hình dáng thẳng, mọc vươn lên phía trước nên thể hiện cho sự cần cù chịu khó, luôn cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh, vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Cây bàng có rất nhiều loại và cây bàng Đài Loan cẩm thạch cũng sẽ là một cây trang trí không thể bỏ qua. Đây là một loại cây cảnh thường xanh và sống lâu năm. Cây phát triển nhanh, đạt chiều cao từ 10 đến 20 mét và lan rộng ra khoảng 10 đến 15 mét. Tán lá của nó được xếp lớp trong các tầng đối xứng. Các lá đơn giản, không phân nhánh và đa dạng, được uốn dọc theo thân. Lá nhỏ, dài từ 2 đến 5 cm và rộng 1 cm. Nó có màu xanh xám lốm đốm với đường viền màu trắng kem không đều. Cây bàng cẩm thạch khi còn nhỏ hoặc trồng chậu, cây có tán lá đầy tính trang trí tương đối gọn gàng, sẽ là tuyệt vời để trang trí xung quanh nhà và sân vườn. Cây bàng cẩm thạch có thể trồng dọc theo lề đường, khu dân cư và đô thị để thể hiện vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nó cho các công viên và dọc theo các con đường và đường phố. Và tiếp theo là cây đại phú gia. Cây đại phú gia rất dễ trồng và sống trong mọi môi trường nên rất được nhiều người yêu thích. Cây đại phú gia có nhiều công dụng như trang trí nội thất phòng khách, tiểu cảnh trang trí trong nhà, sân vườn, sân thượng, ban công, hành lang. Cây có màu xanh thẫm, thân cây mập lùn có đốt quanh thân, lá cây tập trung ở ngọn. Lá cây có hình bầu dục hơi nhọn ở đầu lá. Lá cây có màu xanh bóng pha chút ánh vàng khi nhìn từ xa. Cuống lá mập bẻ ôm lấy thân cây và cũng có màu xanh. Cây có thể giúp thanh lọc không khí, hút các khí độc, mang lại bầu không khí xanh mát. Tiếp đến là cây kim phát tài, hay còn gọi là cây kim tiền, có nguồn gốc từ Trung Phi, nơi khí hậu khắc nghiệt nhất. Người ta vẫn tương truyền nhau rằng khi thời kỳ khô hạn ở Trung Phi kéo dài, hầu như tất cả thảm thực vật đều khô héo nhưng cây kim phát tài vẫn cứ đứng vững, mạnh mẽ trước cái thời tiết nắng nóng. Với dáng vẻ căng tràn sức sống, cành lá cứng cáp, màu xanh thu hút, kim tiền không chỉ gây sự chú ý cho chính bản thân mình mà còn là cả không gian xung quanh nó. Đặt một chậu kim tiền nhỏ xinh trên bàn làm việc đem lại cảm giác tươi xanh mát mẻ. Sự phát triển mạnh mẽ và cứng cáp của kim tiền như đang tiếp sức tạo động lực cho gia chủ. Ngay từ cái tên, kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Theo phong thủy, cây kim tiền mang đến tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng cho gia chủ. Đúng là rất tuyệt phải không nào, mau mau rước ngay một cây này về thôi các bạn. Cây lưỡi hổ là cây nằm trong top 10 những cây cảnh có khả năng giải độc khí tốt nhất trong nhà. Vì vậy, cây lưỡi hổ luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối với ai yêu sức khỏe. Theo một số nghiên cứu thì cây lưỡi hổ là loài có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ chất gây ô nhiễm, cải thiện không gian sống. Đây là loài cây phù hợp trồng trong phòng ngủ, giúp tăng cường lượng oxy vào ban đêm, giúp bạn có một giấc ngủ sâu, tỉnh táo và sảng khoái khi thức dậy. Theo như tìm hiểu của nhiều nền văn hóa phương Tây và phương Đông thì cây lưỡi hổ trong phong thủy có tác dụng trong việc trừ tà, chống lại sự bỏ bùa, đẩy lùi những điểm xấu, đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Tiếp theo, cây phát tài Thái có các lá mọc hình nơ, hoa thị, bóng và sẫm màu. Phiến lá có sọc rộng nhạt màu hơn và ngả vàng ở phần trung tâm. Cây phát tài Thái sinh trưởng và phát triển tốt trong nhiều môi trường, thậm chí là khắc nghiệt. Do đó, chúng được ví như nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp mang lại bình yên và cuộc sống luôn vui tươi cho gia chủ. Hầu hết người Việt đều tin rằng trồng cây phát tài Thái sẽ giúp cho công việc, cuộc sống của mình thêm thuận lợi, gặp nhiều may mắn hơn và đem lại tiền tài, giàu sang, phú quý cho gia chủ. Và cuối cùng là cây giáng ổ phụng. Cây thuộc họ dương xỉ, nó thường được dùng trồng trong chậu nhỏ để bàn, trồng chậu đứng trang trí phòng khách, ban công, hành lang, thềm nhà. Giáng ổ phụng mọc phụ sinh trên các cây to hay trên đá, trên đất ẩm. Thân và rễ cây ngắn, lá cây dày to, mọc thành hình hoa thị non như một tổ chim. Cuống lá rất ngắn, dày,
phủ nhiều vảy dài ở gốc, phiến lá dày thuôn hình ngọn giáo, màu lục nhạt có mép nguyên hơi gợn sóng. Dáng ổ phụng có hình dáng như tổ chim, mang lại cảm giác bình yên, ấm cúng. Theo phong thủy, dáng ổ phụng phù hợp với người mạng thủy hoặc mạng hỏa. Đặt dáng ổ phụng trong phòng hay ngoài vườn giúp thông khí và loại bỏ chất độc. Dáng ổ phụng cũng có thể được trồng trong chậu treo trang trí hiên nhà hay ban công, cửa sổ, giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên cuốn hút hơn. Và đó là những loại cây để sàn thông dụng. Còn các bạn thích trồng loại cây nào nhất thì hãy bình luận phía dưới cho mình và mọi người biết nhé. Chúc các bạn một ngày vui. Nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nhé.